ơi, gặp đéo rồi. Đông đông người thế này vào đấy mà trò hề. Xấu mặt dân Việt Nam phải chưa? Oách phết nhỉ. Đài Loan oách phết nhỉ. Ủa công an của bà rồi. Chơi đâu? Chẳng mấy cái vớ vẩn này. Ê, thằng co gọn ra cho các anh đi, có ai? Nó gặp anh luôn bây giờ, gọn ra. Ok, cảm ơn.